cùng trở lại với giải đấu quần vợt Robo X2 Liên Đoàn Mở Rộng lần nhất. Trận đấu giữa Thắng Bi Đạt Bạc Liêu gặp Đắc Tiến và Lưu Dung. Đạt Bạc Liêu sẽ là người ra bóng trước. Forehand ra ngoài của Lưu Dung, điểm cho Đạt Bạc Liêu và Thắng Bi 15-0. Đây là nội dung chỉnh 8.25. Forehand rất hay của Đắc Tiến, 15 đều. Forehand cháy lưới. Lỗi kép của Đạt Bạc Liêu, 15-30. Vẻ vẫn chưa, học vẫn chưa vào tay mà. Tiếp tục là lỗi kép của Đạt Bạc Liêu, hai lỗi kép liên tiếp. Thắng Bi đang 15-40, mất hai điểm rất dễ. Chỉ mát rất tốt của Thắng Bi, 30-40. Thắng Bi đang trấn an đồng đội của mình, tập trung vào trận đấu. Bắt lưới tốt của Thắng Bi và tỷ số là 1-0, nhưng về Đắc Tiến vẫn của Thắng Bi cho Lưu Dung hơi giật mình. 0-15. Và đầu lưới rất căng thẳng từ hai đội, nhưng Lưu Dung đã đánh lưới ra ngoài. 30 và xử lý hơi đáng tiếc của Lưu Dung, lại đang hoàn toàn có thể xử lý tốt hơn. Điểm trực tiếp của Đắc Tiến.
5:30. Bóng rất sấm sét. Tiếp tục là cú phát bóng ăn điểm trực tiếp của Đắc Tiến. À không, bóng đi ra ngoài. Giao lại bóng 1. Tiếp tục là cú bắt bóng đi ra ngoài của Lưu Dung. 3 quả liên tiếp rồi. 15:40. Đội bóng hơi non rồi. Chắc chắn là Lưu Dung không thể bỏ lỡ quả này được. 30:40. Phát bóng ăn điểm trực tiếp. 40:40. Hai quả ace. Hai quả ace đắp đắp tiến đã cứu cái giờ này về 40:40. Tiếp tục là phát bóng ăn điểm trực tiếp. 3 quả trong 1 giờ. Đắc Tiến đang thể hiện mình. Phát bóng của mình là 1 giờ cực mạnh. Lợi dao. Tốt cú phát bóng ăn điểm trực tiếp. Một mình Đắc Tiến ăn giờ này rồi. Tỷ số trận đấu 0-2. Bố cũng ra dòng ăn điểm trực tiếp. Giờ bóng Đắc Tiến là giờ quá mạnh. Ngay lập tức đáp trả cú ace để từ Thắng Bi. 15:0. Bóng đi ra ngoài, sau còn bắn lưới rất mạnh từ Đắc Tiến. 15:15. Trả ra bóng không tốt của Lưu Dung. Bóng tiếp tục đi ra ngoài. 30:15. Lưu Dung hình như anh ta vẫn chưa vào tay ở trận này. Trái tay rất hay của Đắc Tiến và Đạt Bạc Liêu đã đánh bóng không qua lưới. 30:30. Lưu Dung lại phá thì có Đắc Tiến lo. Lần này Đắc Tiến đã đánh không qua lưới. Lợi điểm 40:30 cho Thắng Bi. Là một cú đánh forehand rất cực nặng của Đắc Tiến. Thắng Bi kê bóng không qua lưới. 40:40. Rất giằng co. Tứ kết. Nhưng mà Lưu Dung tiếp tục phải. Lưu Dung tiếp tục đánh bóng ra ngoài, cú forehand không chính xác. Lợi dao tiếp tục cho Thắng Bi.
Lần này Đắc Tiến không cứu được rồi. Đổi ra bóng. Đắc Tiến và Lưu Dung dẫn trước với tỷ số 2-1. Giờ đấu thứ tư sẽ là do Lưu Dung cầm. Giờ đấu mà Lưu Dung gần như gọi là anh ta phá hoàn toàn. Đắc Tiến thì cứu gần hết. Trở lại với trận đấu tứ kết. Giờ thứ tư, Lưu Dung là người cầm ra bóng. Bóng không có lưới của Đắc Tiến. Điểm cho Thắng Bi và Bảo Liêu. 0-15. Nhường nhau từ Đắc Tiến và Lưu Dung. 0-30. Chuyển bóng nhau không hiểu ý. Cho bóng cứ thế trôi vào sân. Tiếp tục là bắt bóng đi ra ngoài của Lưu Dung. 0-40. Lưu Dung thể hiện mình vẫn đang chưa vào tay vào trận đấu này. Nếu anh ta định đến giờ bao nhiêu thì bắt đầu đánh thật sự đây. Mở bóng cho Lưu Dung. Mặt bóng ra màng rất khép của Đắc Tiến. Cứu được một điểm. 15-40. Của lốp tấm non của Lưu Dung. Đổi ra bóng. 2-0. Bốn giờ vừa qua chúng ta có thể thấy Lưu Dung là mất rất yếu. Không biết đến giờ này anh ta có lấy lại là phong độ không. Giờ là bóng thứ 5. Đạt Bạc Liêu cầm ra bóng. Đủ hiểm. Và ngay lập tức thì Đạt Bạc Liêu tung ra một cú cắt ra màng. Cắt tiết ra màng. 15-0. Đánh bóng không qua lưới, cú forehand lỗi của Đắc Tiến. 30-0. Wow.
may của Lưu Dung. Và nhiệm vụ của Đắc Tiến còn lại là rất đơn giản, win ở đơn giản của Đắc Tiến. Tiếp tục khai thác vào vị trí của Lưu Dung. Đó là Đà Bạc Liêu 40-15. Liều trả giá bằng và... sau đó là cú trái tay không qua lưới của Đắc Tiến, đổi sân đổi ra bóng, thắng bi và Đà Bạc Liêu dẫn trước với tỷ số 3-2. Lưu Dung đang thể hiện anh ấy là chưa thể vào tay được, là một bất là một phát bất ba giờ liền cho đối phương rất khó đoán. Trận đấu đây là giờ giả bóng rất mạnh Đắc Tiến. Cú sỉ phát không nhà trống của Lưu Dung 15-0. Sau cú phạt bóng rất khó chịu của Đắc Tiến thì Đà Bạc Liêu không thể lốp qua đầu được Lưu Dung. Đây rồi, bắt lưới chính xác của Lưu Dung 30-0. Có vẻ như Lưu Dung bắt đầu chơi game rồi. Đi ra ngoài của Đà Bạc Liêu 40-0. Đổi ra bóng ba đều. Có vẻ như Lưu Dung bắt đầu chơi game rồi. Sau 4 năm giờ phong độ hơi cắm thì bây giờ Lưu Dung có vẻ như bắt đầu chơi game rồi. Thắng đi ra bóng, bắt bóng đi ra ngoài của Đà Bạc Liêu 0-15. Bóng đi ra ngoài. Thank you.
Song Sơn. Cú forehand, forehand cháy lưới của Lưu Dung. Lưu Dung bây giờ thực sự chơi game rồi. Bây giờ anh đã không còn là tiểu nhớ, bây giờ anh đã thực sự chơi game rồi. Ngay sau đó là một pha bắt lưới không qua, bắt bóng không qua lưới của Lưu Dung. 30 đều. Trả ra bóng lỗi. 40-30. Ra bóng forehand không qua lưới của Lưu Dung. Lợi điểm cho thắng bi Đà Bạc Liêu. Bóng không ra lưới. Đà Bạc Liêu vừa đánh điểm số quan trọng. Đều. Số là 3 đều, 40 đều. Sẽ đội lên 4 trước. Bắt bóng ra ngoài. Đắc Thế và Lưu Dung rất trước thì số 4 bàn. Hai đội đổi sân đổi ra bóng. Rất đáng tiếc cho đội Đà Bạc Liêu và Thắng Bi vì họ không thể tận dụng được lợi thế của mình. Quay trở lại với diễn biến của trận tứ kết giữa Đà Bạc Liêu Thắng Bi và Đắc Tiến Lưu Dung. Lưu Dung là người ra bóng. Một. Bắt lưới tốt của Đắc Tiến.
xì ma tốt của Đăng Tiến. 30 không. Xì ma cháy sân. Liên tiếp là hai cú xì ma của Đăng Tiến. 40-0. Lưu Dung chơi game lại thì Đăng Tiến cũng thoải mái hơn, nhưng mà vừa rồi là một cú bắt bóng lỗi của Đăng Tiến. 40-15. Tiến vẫn đang cố gắng để lên năm trước, tạo lợi thế, thoải mái về mặt tinh thần hơn. Lỗi bóng hai. Không thành công của Đăng Tiến. 40-30. Pha sập rất tốt của Thắng Bi. Cuối cùng là một pha chạm bóng không tốt của Thắng Bi. Tỷ số đang là 3-5. Bỗng chốc tình thế đã thay đổi. Và Đạt Bạc Liêu sẽ là người cầm dơ ra bóng này. Bóng đi ra ngoài. 15-0. Đánh bóng không qua lưới của Thắng Bi. 15-15. Đây là một giờ rất quan trọng, giờ có thể là giờ quyết định trận đấu. Lưu Dung đánh bóng ra hàng rào. 30-15. Và đánh bóng quá lỗi từ Lưu Dung. Vẫn còn bóng. Thủ không được rồi. 30-30. Đăng Tiến bắn lưới, lip lốp, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo. Đẩy rất to. Sút bóng ra ngoài của Đăng Tiến. Bóng không có đi ra ngoài. 40-30. Bóng tiếp tục ra ngoài. Hai đội đổi sân đổi ra bóng. Tỷ số là 5-4 nhưng về Đăng Tiến và Lưu Dung. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi quay trở lại với trận đấu. Ra bóng. Ra bóng rất mạnh. Quyết định số phận trận đấu. Và tie break hay là kết thúc. Cú đánh bóng hên, bóng lăn trên lưới của Đà Bạc Liêu, điểm cho thắng đi và Đà Bạc Liêu 0-15. Và bóng hên trong những trận đấu quan trọng như này thì may mắn là điều tích quyết để có thể giành chiến thắng. Còn còn rất tốt từ Đà Bạc Liêu và Thắng Vi. Còn ao 15 đều sau hàng loạt thủ rất tốt thì cuối cùng Đà Bạc Liêu bung. Tiếp theo những tiếp sân số 2, Minh Béo, Sơn Hòa Bình, Thắng Bọt, bắn sầu riêng vào sân số 2 thi đấu. Là những pha bắn lưới. Lần này bắn ra ngoài thôi. Người 5-3. Cú xì mát bắt bóng của Lưu Dung. 30 đều. Khi bóng bóng đã quá ngon rồi, xì mát bắt bóng là chuyện bình thường. Bóng rất tốt. Bóng còn. Bóng đã lăn trên mép lưới rồi nhưng không nhảy sang bên kia. Quá đen cho Đạt Bạc Liêu. Đắc Tiến và Lưu Dung dẫn 4-3. Mép boy. Bóng vẫn còn. Đấu kết thúc. Lưu Dung và Đắc Tiến đã giành chiến thắng trước Thắng Bi và Đà Bạc Liêu. Lội ngược dòng. Tỷ số là 6-4. Rất may là Lưu Dung đã tỉnh dậy và chơi game đúng thời điểm. Vâng, và chúc mừng Đắc Tiến và Lưu Dung đã là người vào cầu bóng đội vào bán kết đầu tiên. Các khán giả xem